Chào Linh nè, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn một quán Nhật xịn sò và có view siêu đẹp luôn. Xem thang máy dễ thương không nè mọi người. Khúc này là tính tạo hình lãng mạn mà ai ngờ bị ăn friendzone. Mới order có một xíu mà đồ ăn đã ra rồi nè. Đây là Coco Ichibanya đến từ Nhật Bản. Mọi người xem cái view mình ngồi thích không nè. Đây là phần cơm cà ri trứng và heo chiên xù. Một cái dĩa cơm siêu chất lượng và siêu to khổng lồ luôn á. Có ai giống mình là mỗi lần xem anime nhìn thấy cái món này là muốn ăn thử lắm luôn. Lấy miếng cơm với trứng rồi ăn với cà ri, quá phê luôn. Bên ngoài thịt heo được chiên giòn rụm nhưng bên trong thì vẫn rất là mềm. Mình đang giảm cân nên chỉ dám ăn salad một tí xíu cơm thôi. Cái món này thật sự là quá là ngon luôn á mọi người ơi. Mọi người nhất định phải thử món này nha. Còn đây là món salad tôm chiên. Cái tôm chiên này ngon lắm mọi người. Giòn giòn ăn rất là dễ nghiện luôn. Và giờ mình rưới sốt mè rang lên và ăn thôi, quá vừa miệng luôn á. Ok, ăn nhanh rồi mình sẽ qua món tráng miệng nữa nè. Mình thấy ở đây đang giới thiệu bánh trong mùa Christmas nhìn xinh xinh, cho nên là mình quyết định gọi thử một cái. Nhưng ai mà ăn với hóa đơn từ 400.000 sẽ được tặng free một bánh này. Thật sự không hề hối hận khi gọi cái bánh này bởi vì nó quá là ngon luôn á mọi người ơi. Đồ ăn ngon, view lại còn đẹp nữa chứ, quá thích luôn. Quay cho mọi người xem không gian quán. Ở đây thì mình thấy có khá là nhiều người Nhật đến ăn. Ai yêu thích các món cà ri của Nhật thì nhất định phải đến quán này đó nha. Khi order thì mọi người có thể chọn lượng cơm và độ cay nữa nè. Nhanh tay rủ đám bạn thân đi ăn đông đông để còn được nhận bánh free nha. Và đừng quên follow TikTok của mình nha mọi người. Bye bye.